Hi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì chào mừng các bạn đến với kênh Đức Đỗ. Hôm nay trời rất là mưa anh chị em. Ở ngoài đường cái khúc nhà mình nè, mưa mà ướt hết đường luôn. Và hôm nay mình sẽ dùng hai món bò bối này cho cá anh ăn buổi trưa ha. Này, cái nhà mình nằm ở hẻm 70 đường Lê Hồng Phong, Chà Nóc, Cần Thơ ha. Đây là cái không gian của nhà mình. Và mình thì nằm mặt tiền nên anh em ghé chơi thì cứ thoải mái, cho anh em xe lớn hoặc xe nhỏ đều có thể ghé ha. Và hôm nay mình sẽ cho mấy con bé nó ăn cái món trùng chỉ. Mình đã kiên nó cũng cỡ tầng rồi anh chị em. Do cái mình không có đi Cần Thơ á. Đó, mình kiên cho nó ăn cái tầng rồi đó. Đó. Cái này là trùng chỉ nè. Đó, trùng chỉ rất là tươi. Và cái màu sắc cũng rất là đẹp ha. Và mình sẽ cho cá mình ăn trùng chỉ. Tại vì cái mùa mưa này anh em có bí quyết ăn trùng chỉ là cách là anh chị em mà xử lý con trùng á, nó thiệt là sạch ha, nó thiệt là đỏ như vậy nè. Đó, nó đỏ như thế thì anh chị em cho ăn thì nó sẽ hạn chế cái mầm bệnh cho con trùng của chúng ta. Và cá khỏe hơn ha. Tốt cho con cá chúng ta. Thì nước cứ chảy liên tục á thì nó tạo oxy và cái những cái nhớt thải xuống cái phần đáy cuối cùng của cái phần kệ mình ha. Thì cá sẽ khỏe và ít mà hạn chế được cái mầm bệnh. Thì hôm nay mình sẽ cho cá mình ăn cái món trùng chỉ. Thì ham gà mình không có cho ăn trùng chỉ nhiều anh chị em ơi. Tại vì cái mắc quá, nó mắc quá. Đó, cái hồ cá này là Lutobat nè. Anh chị em nào xem video mình thường á thì thấy những cái bầy cá mình nó lớn theo từng lúc mà từng ngày mình quay luôn. Thì có một hôm nó nhỏ luôn, nó bự ha. Đó, tại vì nó theo cái thời điểm mà cá nó ăn thức ăn nhiều á thì nó mập lên. Cá mà nó ăn mồi mà nó như thế thì hơi gồi luôn anh chị em. Này mình sẽ để ở đây nó ăn. Đây là cá bảy màu ăn trùng chỉ ha. Quay để lấy cận cảnh cho anh chị em xem vui ha. Cá thì ăn cái lượng thức ăn á cũng chị em á, mưa thì cũng phải cho ăn vừa phải thôi, không cho ăn nhiều quá nha. Cái này nó hại lắm, nó được một cái mặt lợi là nó nhanh lớn con cá chúng ta, nhưng mà với điều kiện là anh chị em cho ăn cái lượng thức ăn vừa đủ ha, và nó sẽ phát triển tốt cho chúng ta về lâu dài ha. Mình sẽ quay những cái hồ cá nó ăn trùng chỉ cho anh chị em xem ha. Mình làm một clip ngắn thôi, ngày mình lên clip ngắn cho anh em học hỏi thêm thôi, không có nhờ tốn thời gian của anh chị em, nếu mà anh chị em thích xem video thư giãn ha. Những chú cá ăn mồi nè. Đó. Thì trời mưa là mình phải bật đèn suốt vậy đó, nếu mà không bật đèn á là nó sẽ bị cái tình trạng là nó lờ đờ ha. Nó lờ đờ thì nó không đủ ánh sáng á anh chị em. Nó mưa mà nó phải có ánh sáng và ta cho nó ăn thì nó mới hoạt động, mà nó tiêu hóa hết thức ăn của nó. Còn anh chị em mà nuôi trong nhà phải không, là cho ăn mà nhiều quá là chết con cá chúng ta là biết nguyên nhân là do là nó ăn mà nó không được vận động và nó không hoạt động á, do cái không gian của anh chị em nhà tối quá hoặc là không có ánh sáng, và nuôi ở nơi mà nó âm u quá anh chị em phải thiết kế làm sao để cho nó có một cái lượng ánh sáng nhất định và nó phải có đủ cái thức ăn của nó nữa thì nó sẽ phát triển tốt ha. Cái nguồn ăn thì trùng chỉ, bo, trùng huyết đông lạnh đó, cái những cái thức ăn mà thường cá với màu hay ăn á. Đây là một cái hồ coi đỏ nè, mình không có nhiều, mình quay những cái thứ đơn giản cho anh chị em xem ha. Mùa mưa thì cá nó là cái mùa sinh sản của loại cá bảy màu này và nó sẽ phát triển tốt nhất vào cái thời điểm mà trời mà thời đầu xuân anh chị em đó, thì thời điểm đó là con cá nó khỏe, nó hạn chế mầm bệnh. Thì khi mưa tới thì tới mùa sinh sản, thì khi mà con cá sinh sản anh chị em nó sẽ ra một cái lượng nhớt. Nếu mà anh chị em bỏ một cái hồ nó quá đông thì cái lượng nhớt của con cá bảy màu nó khi mà nó đẻ ra cái con mà nó ra nhớt luôn, thì cái lượng nhớt đó nó sẽ ảnh hưởng tới những con cá khác thì nó sẽ gây nấm và nó gây túm lắc và nó gây nhiều cái bệnh khác cho con cá chúng ta ha. Nấm thúi thân nè, túm lắc nè, đục nước nè, đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những con cá khác và nó sẽ lây và nó sẽ thất thoát cá chúng ta ha. Cái đó là kinh nghiệm của mình ha. Mùa mưa là mùa mọi loại cá để sinh sản.
ha. Cá ăn chùm chỉ thì rất là khỏe và mình ăn với một lượng vừa phải, đó là cái bí quyết của mình, mình chia sẻ anh chị em ha. Đây là một tiếp chú cá rất khỏe ha. Ở đây là những cục Coret E nè, anh chị em cần Coret E thì liên hệ trực tiếp cho Đức Đỗ ha, Đức Đỗ sẽ chia Coret E cho anh chị em chơi ha. Những cặp cá này thì 400.000 cho anh chị em tập chơi, tập chơi được cái nha, là chơi có thể làm giống được á, về lâu dài luôn á. À, si thu, này là si thu, là trùng mà cái dục vào là nó quất thôi. Mình sẽ cải tiến cái trại, mình sẽ thêm những cái dòng cá khác như là beta cho anh chị em có thể tập chơi ha. Mình bán thêm để cho anh chị em bớt cái nhàm chán, và tại vì độ đẹp của mỗi loại cá nó sẽ khác nhau, thì sau này mình sẽ định hướng sang chuyển sang bán thêm beta đồ để đưa đến anh chị em nhiều cái niềm vui ha. Vậy đó là dự định tương lai của mình á, chắc cũng sắp mình sẽ làm trong vòng tháng nữa ổn ổn rồi mình sẽ tiếp tục và mình làm thêm ha. Đó. Lượng ăn vừa phải thôi anh chị em, ví dụ hồ nếu mà anh chị em thấy nó ăn hết ăn cho ăn nữa, trùng bỏ nhiều quá nó ăn ví dụ nó không tiêu nó cũng không tốt đâu. Một số anh em thì bỏ dư á thì nó sẽ mập, nhưng mà nó phải thích nghi được. Anh chị em bỏ mà cứ lâu lâu mới bỏ vô một cục nhiều quá nó háo ăn, cam màu là loại cá háo ăn ha. Nó ăn nhiều quá thì nó không có tiêu được. Vào cái thời mỉ mùa mưa này nữa là cái thời điểm mà giao mùa. Thời cái nhiệt độ nó cứ lên xuống thất thường lắm anh chị em. Không có lường trước được. Thì người ta cho ăn cái lượng vừa phải này tốt nhất. Cá mình dùng vô thôi đó. Coi đen sọt lít bông, cái dòng cô điển cô đen là lúc trước là một làm mưa làm gió thị trường cá bi màu Việt Nam, hiện tại thì nó đỡ rồi, nó đã đỡ làm mưa rồi, giờ nó ế rồi anh em. Này lồng đỏ nè, cá này bung nè, cái này cỡ một tháng nữa là nhìn hết ra nè, bung đẹp đó anh chị em. Mình mê những mê rồng ha. Đó, cái hồ cá mình cũng rất là nhiều. Có một em có đế gần full lưng rồi nè. Ví dụ những em này cho nó full lưng rồi mình bán ra thị trường ha. Rồi ha, đây là thức ăn của ngày hôm nay mình cho trại mình ăn. Rồi các bạn cứ xem video của mình thường á thì mình sẽ lên những thức ăn của trại mình thường sử dụng, và mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm mà mình tích góp được trong những cái lần mà mình nuôi cá mà nó bệnh và nó thất thoát ha. Mình sẽ chia sẻ cho anh chị em để anh chị em biết và khắc phục nó như thế nào và học hỏi thêm. Rồi cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video ha.